Sư sư muốn tu tiên nữ thì phải làm sao? Sư muốn tu tiên nữ là tu cái gì? Thưa sư, năm nay con 21, gần 22 tuổi nhưng chưa từng đi qua cuộc tình nào cả. Con muốn thử một lần xem sao. Con vẫn nỗ lực làm tròn đủ bốn pháp cộng nghiệp, đồng thí, tính giới và trí với hy vọng, với ý quan trọng nhất là giải thoát, nhưng giờ chúng cô nào đúng ý cũng được. Tức là giờ ế lâu năm quá, giờ muốn sao hết ế. Thì nói theo cái kiểu của gì ông người Pháp thì phải, chưa quên cái câu tiếng Pháp đó rồi, mà nó gọi là theo tình tình chạy, mà chạy tình tình theo. Khi mà mình nặng về dục, mình ham muốn cái gì đó, thì thường là mình sẽ không được cái đó. Và nhớ giùm cho là các dục nó đem lại đau khổ. Sư không biết có một cái này biết có nên chia sẻ hay không, mà nói ra nó hơi kỳ. Đó là nếu mà muốn thoát ế, sư có một cái gợi ý rồi chữ mẹo đó, đó là cái gì? Đi tu đi, đi tu đi. Tại vì sao? Tại vì hầu hết các ông sư mà tu hành ngon lành, hầu hết các ông sư tu hành ngon lành trong cuộc đời vị đó thì sẽ đi qua rất nhiều những cái thử thách, mà một trong những thử thách đó là thử thách về phụ nữ. Sư đi sư hỏi các vị trưởng lão, đặc biệt là những vị có tài, là vị nào cũng trải qua vài bận nghe thử thách mà nhiều mặt lắm, nhưng mà phụ nữ là trải qua nhiều nhiều ải, vài cái ải, vị ít nhất thì cũng ba ải bốn ải, mà xin thưa là toàn mấy bà là ngon lành không á, mấy cô là ngon lành không á. Đẹp rồi, có điều kiện rồi, đã dễ thương mình nữa, trời, lấy cái người mà thương mình thì hết ý. Nhưng mà với điều kiện gì? Tu cho ngon lành. Anh tu ngon lành là anh sẽ thế nào anh cũng vướng cái ải mỹ nhân. Anh tu tào lao là anh không có khi là mấy anh không có vướng gì đâu. Nhưng mà anh tu mà ngon lành, tu đàng hoàng, anh thế nào anh cũng vướng. Rồi khi mà mình có cái ý mà mình đi tu mà cho nó ngon lành, sư cũng gặp nhiều trường hợp. Một là sẽ vướng cái ải mỹ nhân trước khi xuất gia, tức là mình đã có ý mình đi tu, chuẩn bị đi tu là tự nhiên có nàng nào đó là nàng nhào vô. Nó hơi kỳ nha. Bản thân sư đi, thôi coi nó nói chuyện của mình, nó cho nhiều gì hóng hớt chơi cho vui. Khi mà sư có ý định xuất gia, chuẩn bị xuất gia, quý vị biết sư gặp một cô mà đúng y chóc hồi xưa thầy bói, hồi xưa thầy bói mà nói luôn á, tức là cái cô này là đúng tuổi, mà coi như là gặp nhau là như đã tự năm nào. Nhưng mà khi đó là sư vừa mới ly hôn bà vợ cũ xong, vừa ly hôn bà vợ xong, là có một bà phải nói là gặp nhau là cứ như là biết nhau tự năm nào luôn á, coi như là nó hợp, coi như là nếu không được 90 thì cũng được 80%, nó ghê gớm vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì sư ngồi đây hầu chuyện quý vị. Đó là một cái ải. Rồi tới hồi sư đi tu rồi nó cũng trải qua vài ải nữa. Thành ra là nếu như mà không có gặp cái ải mỹ nhân, nếu mà không gặp trước khi xuất gia thì cũng sẽ gặp trong khi xuất gia, mà không vững thì đi về. Cho nên là nói vui chữ mẹo là bây giờ thôi, bây giờ muốn thoát ế thì đi tu đi. Một là ế ế chết luôn, ế cho tới chết luôn.
Còn không thì sẽ có vài nàng tiên nữ tới tới tới, tới thỉnh mình về đời. Cho nên là tùy, nhưng mà với điều kiện là tu cho ngon lành nha, tu có chí có hướng, tu cho ngon lành. Thì sư đảm bảo, sư hứa hứa luôn là thế nào cũng trải qua vài cái ải mỹ nhân. Còn và sư đã nói rồi, cái người nặng dục thì không bao giờ thỏa mãn, và bản thân nó là nhân cho các cảnh khổ. Và sư cũng cảnh báo trước luôn cái vụ đó nha, bản thân các dục là nhân cho các cảnh khổ. Rồi thì đó, bây giờ muốn hết ế hay là muốn ế tới già thì cái đó là quyết định của quý vị. Và không biết Đại Đức Tề Tường cười nãy giờ thì Đại Đức có chia sẻ gì hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Và cái ví dụ của Đại Đức hành tại quý vị, riêng bản thân sư nghe sư thấy nó có, nếu mà sư không nói, nếu mà sư không nói đây, sư không nói đây thì đôi khi quý vị nghe nghĩ là một cái câu chuyện nó vui hay là nó phím, nhưng mà không phải thưa quý vị. Trong trọng nó chứa đựng Phật pháp rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì chẳng qua là Đức Hạnh Tuệ dùng cái ví dụ đời thường để cho quý vị á, nghĩa là cho mình có cái ấn tượng mình sâu đậm á, để mình dễ tiếp cận giáo pháp thôi. Tôi sẽ có liên quan hết trơn quý vị. Cái ví dụ của Đức Hạnh Tuệ mà dẫn dắt quý vị á, cũng tương tự như hai cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn á, tiếp độ hai vị, đó là Ngài Nanh Đá và Ngài Quan Ghi Xá, là như thế nào? Như quý vị biết á, câu chuyện mà Đức Thế Tôn Ngài tiếp độ Ngài Nanh Đá là Ngài dùng thần thông đưa Ngài Nanh Đá lên cõi trời đó để gặp tiên nữ đó. Thì xong Đức Phật mới nói cảm thấy tiên nữ với người vợ sắp cưới đó, như thế nào? Ngài Nanh Đá nói, nói là ôi trời, người vợ con giống như con khỉ cháy vậy. Thì cháy trên đường mà đi vậy đó. Đó thì Đức Phật Tôn ngày mới nói là vậy, Tôn mới nói vậy cũng muốn được gì không? Dạ, con muốn mà. Đó thì Tôn nói vậy thôi, đi tu đi, đi tu sẽ được. Thì một thời gian sau cái nỗ lực tu, thưa vị, cái lực tu á, tu rồi phải kể đến chi tiết này là cũng bị huynh đệ chế nhạo, nó là đó kiểu tu vì phụ nữ gì đó, thì Ngài bỏ, mày bỏ qua mặc cảm đó, Ngài gắng tu thành A-la-hán. Đó là một câu chuyện mà gọi là Đức Phật khéo dẫn dụ quý vị, khéo dẫn dụ để đưa cái vị đó sống được phẩm hạnh. Cái câu chuyện thứ hai là Ngài Quan Ghi Xá, là cái ngày mà bản thân sư và Đức Hành Tài có nhắc nhiều lần đó, cái ngày mà có khả năng gõ đầu lâu quý vị, gõ đầu lâu đó. Gõ cái đầu lâu là biết người đó tái sanh đó. Thì Đức Phật Ngài cũng đưa cái sọ đầu đó, sọ đầu gõ mà gõ không biết ở đâu, rồi cái vị đó mới ngớ người ra, trước giờ mình gõ nào là có cái đó, sao bây giờ gõ thêm kia kia. Thì vì Ngài Quan Ghi Xá mới nghĩ là chắc 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 công này, công công đạo sĩ Cù Đàm này chắc có cái chú thuật còn ghê hơn mình đó. Đó thì Thế Tôn Ngài mới hỏi là giờ muốn học không? Rồi muốn học thì đi tu đi, rồi về tự học. Thì một ngày thời gian người đi tu, người đắc la hán, người tự hiểu thì vậy. Cho nên là Đức Hạnh Tuệ, thực sự khi mà Đức Hạnh Tuệ đưa ra ví dụ á, sư cũng rất là hoan hỷ, rất là khéo léo thưa quý vị, rất là khéo léo để nói về cái việc mà đi tu á cho quý vị á. Thì qua qua cái dẫn dụ của Đức Hạnh Tuệ á, để cho dễ tiếp cận, để cho quý vị dễ tiếp cận giáo pháp á, thì sư cũng mong là với hai cái câu chuyện á, mà liên quan Đức Phật dẫn dụ đến hai vị Nanh Đá, Ngài Nanh Đá và Ngài Quan Ghi Xá, cũng mong là quý vị sẽ gọi là giải quyết được cái mối tơ lòng này, ha ha qua câu hỏi này ha. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Tức là giờ mấy sư là chỉ chiêu cho rồi đó. Đó là còn có dám làm hay không đó là chuyện của quý vị ha. Sư qua câu hỏi tiếp theo.